Đây chính là chiếc máy của chúng ta. Ta sẽ khui bên trong. Chiếc máy không có cái gì. Đây là chỗ để giấy, đây là chỗ phấn mực, và đây là cái đầu in. Đầu in đang được niêm phong. Bóc tem ra. Chiếc máy đã bị bóc tem. Đây là tem bảo hành của Tatamark. Cái vòng quen. Bây giờ tôi sẽ lắp lấy mực và tin test. Bây giờ mình sẽ in test. Cái mực in rất là nét và đẹp. In test thêm một cái nữa.